Cùng mình làm thử món mới nha. Đây là món bánh mì bơ sữa phụ kem trứng. Công thức mới hoàn toàn. Bánh rất mềm, thơm và vị rất ngon. Công thức hôm nay mình sẽ hướng dẫn nhồi bột bằng tay cơ bản cho bạn nào không có máy nhồi và cách nhồi bột đạt giúp bánh mềm và dai. Đầu tiên mình sẽ chuẩn bị phần bột cái, nguyên liệu mình sẽ để trên màn hình. Mình sẽ rây bột mì vào tô, thêm sữa, trứng gà, men khô, trộn đều. Đậy kín và ủ ở nơi ấm 1 tiếng đồng hồ. Sau 1 tiếng, phần bột cá sẽ lên bọt khí. Mình chuẩn bị đến phần bột chính. Rây bột mì và tô bột cái, thêm sữa tươi, đường, muối, trộn đều. Mình sẽ trộn cho bột hút hết chất lỏng. Mình sẽ nhồi sơ trong tô tầm 3 phút. Cho bột áo lên bàn nhồi. Mình sẽ cho bơ vào và bắt đầu nhồi. Mình sẽ nhồi với thao tác giặt đồ là đẩy tới trước gập ngược lại. Lặp lại thao tác cho đến khi bơ quyện vào bột. Ban đầu bột sẽ khá rời rạc, một lúc sau sẽ quyện thành một khối đồng nhất. Khi đã gom bột được thành một khối thì mình sẽ bắt đầu kết hợp giữa đập bột với gập đẩy. Việc đập bột sẽ giúp cho bánh mềm và dai. Khi bột nhồi mịn và không dính tay nữa là đạt nha. Tổng thời gian nhồi của mình là 25 phút. Tấm mép bột với tròn cục bột. Mình cho vào tô và đậy kín ủ nở gấp đôi. Trong thời gian đợi bột nở, mình sẽ làm phần kem trứng phủ mặt. Cho lòng đỏ trứng gà vào chảo trong dính. Thêm đường, trộn sơ. Cho sữa tươi vào. Rây tinh bột bắp vào, khuấy đều. Mình sẽ đun lửa vừa, khuấy đều tay. Khi phần kem trứng nóng lên, mình sẽ hạ nhỏ lửa, khuấy đều cho phần kem trứng sệt lại. Lúc này mình sẽ cho vài giọt vani vào. Cho phần kem trứng vào tô, đậy kín sát mặt. Mình sẽ cho vào tủ lạnh 20 phút nha. Bột nở đủ, mình sẽ mang ra nhồi sơ. Vì bột có độ ẩm cao nên sẽ khá dính nha. Ấn xẹp bọt khí. Tấm các mép bột ve tròn. Mình sẽ cân và chia bột làm 12 phần bằng nhau. Dùng màng thực phẩm che bột để yên cho bột nghỉ 5 phút. Hôm nay mình dùng khuôn chữ nhật 22 cm. Bột nghỉ đủ, mình sẽ mang ra tạo hình. Mọi người nhìn kỹ cách mình tạo hình nha. Tạo hình tới đâu mình sẽ xếp vào khuôn tới đó, làm lần lượt cho đến khi hết bột. Mình có thể cán và cuộn 2-3 lần mỗi viên bột tùy ý nha. Tạo hình xong, mình sẽ bọc kín và ủ nở gấp đôi. Bánh sau khi nở đủ, mình sẽ dùng một lòng đỏ trứng gà và một xíu sữa tươi để phết lên mặt bánh. Phần kem trứng bỏ lạnh mang ra trộn đều cho vào túi bắt kem. Mình sẽ trang trí tùy thích.
Bật lò làm nóng 180 độ C 10 phút và nướng 170 độ C 20 phút. Tùy lò mà mình canh chỉnh nhiệt cho phù hợp nha. Bánh rất mềm và thơm. Bánh rất mềm và thơm, vị bánh ngọt nhẹ, quyện với phần kem trứng thơm và béo, xốp bánh dai dai ăn rất ngon. Đây là công thức mình rất tâm đắc, hy vọng mọi người sẽ thích. Mình đã chia sẻ xong công thức rồi, chúc mọi người thành công.